Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và cao điểm du lịch hè 2023. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, chú trọng các hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, chở quá tải trọng, quá số người quy định, vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày, dự báo lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao so với những ngày bình thường, nên tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn và va chạm giao thông. Bên cạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, thì công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ được tăng cường. Trước, trong và sau dịp nghỉ lễ này, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Long Xuyên nói riêng sẽ áp dụng công nghệ thông tin trong tuần tra kiểm soát giao thông, sử dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để phát hiện xử lý vi phạm, quản lý công tác cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông, đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó sẽ duy trì và phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa cảnh sát giao thông và các lực lượng công an khác để phát hiện xử lý hành vi tụ tập xe mô tô đua xe trái phép, phóng nhanh lạng lách gây mất trật tự công cộng. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, chủ động phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông đường bộ, vận chuyển ma túy, hàng lậu, gian lận thương mại. Theo chúng tôi nhận định, trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay thì lưu lượng người và phương tiện giao thông qua địa bàn thành phố Long Xuyên sẽ tăng rất cao, tiềm ẩn nguy cơ có thể ùn tắc giao thông. Chính vì vậy, chúng tôi đã chủ động triển khai các cái giải pháp đồng bộ để đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn giao thông và phòng chống đua xe trái phép. Trong đó, chúng tôi tiếp tục tập trung các cái biện pháp tuyên truyền để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đồng thời chủ động khảo sát, phân luồng, điều tiết giao thông và bố trí lực lượng ứng trực tại các cái nút giao thông trọng điểm, không để ùn tắc giao thông. Chỉ đạo các cái đội phối hợp với công an 13 phường xã tăng cường tuần tra khép kín địa bàn để phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các cái hành vi vi phạm pháp luật. Chủ động phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tăng cường tuần tra và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là người điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, và trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm và không có ngoại lệ, để từng bước hình thành văn hóa và thói quen đã uống rượu bia thì không lái xe. Đặc biệt, chúng tôi cũng đã quán triệt toàn thể cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn để chủ động giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, điều tiết giao thông thông suốt, phục vụ nhân dân đi lại thuận lợi và an toàn trong dịp này. Ngoài ra, Công an thành phố Long Xuyên chỉ đạo Công an 13 xã phường trên địa bàn thành phố mở đợt cao điểm tuần tra kiểm soát trên các địa bàn, ứng trực trên các tuyến đường trọng điểm, các khu vực thường xảy ra tai nạn giao thông. Công tác tuần tra đảm bảo khép kín địa bàn nhằm phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Đồng thời, trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục quán triệt và chỉ đạo các cái lực lượng triển khai thực hiện và duy trì thường xuyên các cái mặt công tác tuần tra khép kín địa bàn, xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông và phòng chống tội phạm trong thời gian tới. Qua đây thì chúng tôi cũng khuyến cáo người dân tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông và thực hiện tốt văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông chính là bảo vệ an toàn bản thân và cộng đồng. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tất cả các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.